chào mọi người, lại là em đây. Chào mọi người đến với kênh Stop Gia đình 5 con và cuộc sống ở Việt Nam. Hôm nay em giới thiệu với mọi người, em có một tô chè Thái bao ngon luôn nè. Trời ơi, một tô luôn nha mọi người. Tô này là tô dài, bao ngon luôn nha mọi người, mà bao no luôn, bao phê, bao tê, bao ê luôn. Em mời mọi người dùng với em nha. Đây là rau câu nha mọi người. Rau câu. Ngon. Cái trắng trắng này là nước dừa nha mọi người. Nước cốt dừa. Ngon á. Có mít nữa nha mọi người. Mít Thái thơm ngon quá. Châu cầu mời mọi người nè. Ngon quá mọi người. Này người ta kêu là chè Thái. Ngọt dừa. Không ngọt lắm. Còn xuất sắc. Thử hết ăn tô chè chà bá luôn. Ăn chỗ này toàn. Không á. Tết sắp tới rồi. Em chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già, làm ăn phát tài phát lộc nha mọi người. Làm đâu thắng đó luôn. Sang năm ráng làm có tiền nha mọi người. Chúc mọi người luôn thành công. Thế là Tết tới rồi. Mọi người có lên thực đơn chưa? Có tính món ăn gì chưa? Chắc nghi truyền thống Việt Nam mình chắc thịt heo kho trứng quá hả mọi người? Các nhà ai cũng phải có nồi quá. Em là nhà em tính rồi đó. Bốn ký thịt heo, 100 trứng á, heo ba rọi nha. Tính toán kỹ lưỡng. Ngọt. Ngon quá mọi người. Thở tô nữa. Cuộc sống mỗi ngày của em chỉ có ăn. Ăn nhà ráng ăn. Mọi người nhớ xem clip ủng hộ ông Nham.
không quay clip ăn vậy con, em hỏi chứ mẹ sao mẹ ăn hoài vậy mẹ, hỏi nhiều cái không dùng trả lời. Thôi câu đó cái giò. Giòn ngon. Trời xe xe lạnh nữa nè. Chiều tới. Gió luồn vô bao lạnh luôn hết trơn. Hôm nay gần tới rồi em á, nó lạnh lắm, tại khu vực em ở dưới ruộng nó lạnh hơn. Mọi người xem clip thấy em ăn ngon rồi, mọi người ủng hộ cho em like và một lượt đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người và xin hẹn gặp lại. Yêu mọi người. Mua.